thân hành trồng mai vàng có giá hơn lập ruộng. À, trồng mai vàng có giá làm ruộng mà cũng thấy đi tới đâu cũng có nhiều cây mai vàng, người dân không sợ là ví dụ như mất giá rồi sao hả chú? Sao cái gì tới đâu cũng hơn. Đây là làng này. Thì bây giờ cái đó là được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An công nhận là làng. Kính chào toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em đã lọt vào ma trận này cô chú anh chị ơi. Xung quanh em là toàn là mai vàng hết trơn cô chú anh chị ơi. Đó. Khắp nơi xung quanh em nói chung là 100% người dân ở đây là sống về nguồn thu nhập từ cây mai vàng ấy cô chú anh chị. Đó, nãy giờ em đi mấy cây số toàn là mai vàng không cô chú anh chị ơi. Bây giờ bắt đầu mình đi lọt vào trong, vô trong, sâu vô trong nữa cô chú anh chị. Mình sẽ kiếm một người dân nào ở đây á, mình sẽ hỏi lý do tại sao ở đây trồng cây mai vàng nhiều vậy, rồi ví dụ như lỡ cây mai vàng mà nó có mất giá trị rồi người dân sống bằng cái cách gì nghe cô chú anh chị. Rồi thì mời cô chú anh chị theo chân mình để vào sâu vào khu làng ở đây. Đó, nhân gian đây thì cũng có thấy mấy cây bình bát nè cô chú anh chị. Đó, bình bát thì nó là cặp theo lộ nha, còn cặp mé vô trong nó có cái đường mương như này cô chú anh chị, vô mé trong là thì thấy toàn là mai vàng nè cô chú anh chị. Để em phấn gần lại cho cô chú anh chị xem. Đó, đa số là họ trồng bằng theo cái dáng này nè cô chú anh chị. Đó, họ sửa lại hết rồi. Có người mới trồng có người trồng 5-7 năm, mười mấy năm có. Bắt đầu mình sẽ tiếp tục đi vô sâu vào bên trong nữa cô chú anh chị ơi. Rồi cô chú anh chị hãy theo dõi theo chân em ha. Rồi tiếp tục cô chú anh chị ơi. Để mình qua cái bến đò này, mình xuống đò này mình sẽ hỏi cái mấy cô chú anh chị này cho các bạn xem luôn ha. Hỏi thử như thế nào mà trồng nhiều mai vàng ha các bạn. Gặp người chú này mình hỏi cho các bạn luôn. À, chú ơi cho con hỏi ở đây lý do tại sao người ta trồng nhiều cây mai vàng nhiều vậy chú? Tại vì thân hành trồng mai vàng có giá hơn lập ruộng. À, trồng mai vàng có giá hơn lập ruộng mà cũng thấy đi tới đâu cũng có nhiều cây mai vàng, người dân không sợ là ví dụ như mất giá rồi sao hả chú? Sao cái gì tới đâu cũng hơn cây lúa. À, dù sao cũng hơn cây lúa. Rồi ví dụ như trồng nhiều quá tới nữa người ta không mua sao chú? Đó biết sao giờ thì cái đó tính sao. Dạ con thấy khắp nơi giờ người ta phá thanh long rồi người ta phá vườn phá tược phá quá trời ra để người ta trồng mai không à. Rồi từ ruộng người ta lên cũng trồng mai luôn. Rồi ví dụ như 5 năm 10 năm nữa rồi cây mai vàng không có giá thì sao? Giá biết sao tới đó tính sao sao giờ. Dạ. Dạ. À, chú ở đâu? Trên Long Thạnh. Long Thạnh có nhiều mai vàng không chú? Nhiều lắm. À, Long Thạnh cũng nhiều mà khu này cũng thấy quá trời luôn nè. Nãy giờ con chạy khu này mấy cây số con thấy toàn là mai vàng không á. Long Thạnh nhiều lắm. Dạ. Ở trên đó giá trị cây mai vàng giờ cây nó tầm nhiêu tiền hả chú? Đủ lâu đó hả? Bự vài chục triệu, vài trăm triệu. Còn cá nhỏ cực tay nữa là 1 triệu, 2 triệu. À, vậy là cũng có giá trị dữ rồi chứ. Đủ lâu đó. Dạ, giá trị cây mai vàng hiện tại thì nó cũng còn giá trị dữ ha. Thì theo chú dự đoán là cỡ khoảng 5 năm nữa cây mai vàng mình giá trị như thế nào hả chú? Chắc mà trời rẻ hơn thời điểm này quá, tại nhiều quá nhiều rồi. À cỡ 5 năm nữa là nó rẻ hơn nhưng mà mình cũng chưa biết nó như thế nào ha. Chưa biết thị trường ra sao đây. Rồi, tiếp tục mình qua một cái con đò qua con sông lớn này của chú anh chị. Bác cậu qua đây hay gì vậy? Bác cậu là muốn
Rồi lên các bạn ơi, lên đò chạy theo chân của chú hồi nãy ha. Tiếp tục mình theo dõi khu vực này để giá trị cây như thế nào hay nha các bạn. Rồi qua bên đây thì thấy đồng ruộng hơi nhiều. À xa xa bên kia thì cũng rất là nhiều mai đó cô chú anh chị. Đây mai vàng khắp nơi. Đó các bạn nhớ theo chân mình nha. Rồi. Qua tới bên đây thì qua bờ bên đây thì mình cũng thấy rất là nhiều mai vàng nè cô chú anh chị, nhưng mà thấy cũng còn đồng ruộng lay gai ha. Đó mé bên đó nhấp vô bên đó là cũng mai vàng đó cô chú anh chị. Đó đây người dân ở đây thì cũng từ ruộng lên mai vàng tiếp tục nè. Đó lên liếp trồng mai vàng hết nè. Đây nè khu bên đây cũng vậy nè, lên liếp nè. Đó múc đất bên đắp qua hai bên để trồng mai vàng này cô chú anh chị. Đó, rất là nhiều ha. Bạc ngàn. Đây hai bên. Đó trước mắt mình cũng là mai vàng nghe cô chú anh chị. Đây nhấp vô đây cũng là mai vàng nghe cô chú anh chị ơi. Bạc ngàn ngoài sau đó, cô chú anh chị. Đó bên đây cũng vậy nè cô chú anh chị. Đó. Theo dõi cuộc hành trình của mình nghe các bạn ơi. Đây bên đây thấy lô này đẹp nè cô chú anh chị. Tí nữa mình gặp cái lô nào đẹp mình vô hỏi giá coi giá trị cây mai vàng hiện tại ở đây như thế nào nghe quý vị. Mình gặp nhà giàu quá mình vô mình phỏng vấn thôi các bạn ơi. Bác con chào bác, con đi quay phim. Chú ơi cho con hỏi là khu vực mình ở đây là toàn là dân trồng mai không hả chú? Dạ rồi người dân ở đây sinh sống bằng nghề gì là chính hả chú? Hầu như là làm ruộng lao động nhưng mà cái dạ chú được lên tivi á. Vậy hả, dữ vậy hả? Chú nói vậy thì tôi cũng xin trả lời cách nó cụ thể hơn. Nếu mà nói đến cái nông thôn ở đây thì dân hiện nay là đang chuyển qua với cái dạng là trồng cây cảnh là chính, nhưng mà không biết là bên cung cầu nó có được trọn vẹn hay không, mai mốt nhiều khi nhiều quá rồi không ai mua hết được cái chuyện đó không biết. Nhưng mà hiện nay thì nói đến cái địa bàn của xã Long Thạnh này thì cái dân mà nó chuyển đổi từ ruộng lúa mà qua cây cảnh thì chắc nó chiếm tỷ lệ chứ không phải cỡ từ 50-50 đó, là chuyển qua là ngang hàng với nhau hết rồi đó. Vậy đó. Hồi nãy con vô là con vô khu vực xã Tân Tây. Ở Tân Tây là làng Nai. Hiện bây giờ cái đó là được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An công nhận là làng Mai, làng nghề trồng mai của huyện Thạnh Hóa. Nói chung là cái gì cái không biết chứ thật ra dân ở đây cũng có một số người nghèo mà thoát nghèo cũng nhờ cây cảnh, nhờ cây mai vàng mình lên hả chú? Cây mai vàng mình là chính, rồi cũng có số người nghèo trở thành người giàu cũng nhờ cây cảnh là có. Con thấy đi khắp nơi thì cái khu vực nãy giờ con chạy là thấy toàn là nhà tường mới xây lên không à? Thì ở đây cũng nói thiệt luôn, điển hình là cũng một số bà con mình đây theo tinh thần mà nói. Ngoài đó đó, ông nghèo lắm, bây giờ ông giàu long thần luôn. Ông trong mai đó xây qua tôi. Chị ra, không? Này nè. Dạ. Ông đó nghèo, bắt nợ bỏ xứ đi luôn đó, mà giờ ông giàu nhất. Nếu mà nói á, thì thật sự mà nói là anh em tụi tôi là nói đó rõ luôn. Tại này là chú muốn quay thì quay, chứ còn ở đây cũng có những người vô sinh quay trực tiếp tại nhà vườn tụi tôi luôn mà tụi tôi không đồng ý. À. Bây giờ nói chuyện mà chú cầm cái điện thoại về giờ tôi cản chú rồi tôi cản cũng không được nữa. Dạ. Chứ còn đúng là cũng có những người ta tới rồi người ta xin quay rồi ra quay luôn vườn này kia nó mà anh em tụi tôi không có bị gì không cho này quay. Ờ cũng có chỗ này. Lý do tại sao mình không cho quay hả chú? Thì thôi nói chứ mình mà ngăn được cũng chẳng qua là trời phạt cũng như là trời thương thôi ha. Cái số của mình thôi. Chứ dạ. Còn hồi làm á thì cái tỷ lệ người cười nhiều hơn người
cái kiểu người mà hưởng ứng. Cái điểm mình làm một cái mô hình kỳ quá mà có người nó đồ khùng đồ điên mặn như vậy lời lỗ nghèo chết, nhưng mà không ngờ nó thoát được cái nghèo mà nó trở thành cái giàu luôn, người giàu luôn, người nghèo trở thành người giàu luôn. Đây là anh ruột của tôi nè. Dạ. À, người dân mà trở qua cây mai vàng là cỡ khoảng bao nhiêu năm rồi hai chú? Nếu mà nói đến cái người mà làm đầu tiên của cái xã Long Thạnh này á, là trong đó chắc có thể có tôi. Dạ. Bắt đầu làm là năm 2009. À. 2009 thì bản thân tôi thì nói chung là nó thuộc cái địa bàn này, nhưng mà thật ra là nó cũng là cái hộ nghèo năm 2008. Tôi vẫn còn là cái hộ nghèo. Rồi được nhà nước cho nhà tình thương luôn, nhưng mà thật ra thì tôi bản thân tôi là bộ đội rồi, thôi tôi có thấy cái khả năng tôi cũng được thôi, tôi cũng có nhận. Nhưng qua 2009 thì ông anh ruột tôi ông làm thì tôi cũng bắt chước làm theo, nhưng mà cái lượng của tôi không có nhiều. À. Rồi cuối cùng tới năm 2019 thì dọn dẹn trong vòng 10 năm thì tôi cũng bán được mười mấy hai chục cây đó, được vài trăm triệu rồi cất nhà ở thì thôi, chứ cũng không phải nói là giàu hơn ai. Dạ, con thấy khu nhà gì của chú quá khang trang mà. Không có cái này là không phải, cái này là nhà của đứa cháu. Còn nhà tôi thì nằm bên kia mà từ cái hộ cái nghèo nhà này mà. Cũng bán mai. Từ lúc bán mai mà xây dựng lên ngôi nhà như thế này đó hả cô? Quá trời ngôi nhà của chú chị ơi. Đây. Bán đây nè, từ miếng cao cao đó qua đây. Bây giờ mà hả quay cái này mà nói là nhà của tôi chắc không chừng có thiệt. nhà chú chắc hơn nhà này luôn hả chú? Không có đó, nhà tôi nói rồi, tôi nói rằng là một hộ nghèo mà. Nhà chú bên kia nghe các bạn. Đây là mình tình cờ mình vô mình gặp chú ở bên đây, mình tưởng là nhà của chú. Ra tham quan cái vườn đây để hái miếng mớ hộ. Người dân ở xã Long Thạnh này là trồng chuyển qua trồng mai là cỡ khoảng được bao nhiêu năm hay chú? Nếu mà nói đến trồng sớm nhất á, là anh em tụi tôi là 2009, còn bắt đầu ra thì nó lọt tới 2012, 2014, 2015 trở lên thì nó mới có nhiều, mà nhiều nhất là từ năm 20 trở về đây là nó mới thêm dữ hơn nữa. Là 2 năm hay chú? Trong vòng 2 năm nay. 2 năm thì con suy nghĩ 2 năm thì nó cũng chưa đâu. Thì chưa, nhưng mà điều thật sự ra là người ta trồng nhiều nhất á, còn cái số mà nó thấy bán đây là coi như nó nằm tầm cỡ là 2018 là nhiều. Ở đây là nói thiệt luôn, ta bán mai là cũng như trúng số. Tiền tỷ là chuyện bình thường. Tiền tỷ nói chuyện bình thường đối với những người bán mua bán mai. Đây con nhỏ bán đất quá dưới đó. Nó bán mai mà giờ giàu quá trời luôn, nó mua đất hết, biết nhỏ ngay chú đầu đường. Chị Nga. Nó bán chắc cũng nằm tầm cỡ 5-7 tỷ tiền mặt có. Còn như ông anh ruột tôi thì cũng bán chắc trên dưới gì đó khoảng chục tỷ trở lại có. Thì ghê vậy đó hả chú? Trời ơi, chứ chuyện bán tỷ là chuyện bình thường thôi mà. Nghèo mắc nợ bỏ xứ đi luôn, anh thuộc ảnh đó, nó không bằng ảnh mà giờ giàu hết biết luôn. Giờ con cái cắt nhà Long Thần luôn, mua đất mua đồ lắm. Quá trời ha. Vậy là chú đó là chồng từ năm 2009. Chứ chú thì qua 2010 chú mới chồng. Tôi 2010, 2012 luôn. Nhưng mà thật ra bản thân tôi thì tôi cũng nói thiệt với chú là tôi là người gốc Mỹ Phú. Khi tôi lên đây tôi đi mừng mướn thôi. Nhưng mà cái chẳng qua là cái tình nghĩa ở láng giềng có, rồi người ta kêu tôi thôi ở đây từ chỗ đó, cho nên cái đồng tiền tôi đâu có đâu. Tôi mua chỉ được có không tới 1000 mét vuông, hiện giờ bàn phán có 820 mét vuông thôi. Vừa ở rồi vừa chưa được một con đất nữa chứ chưa mua được một con đất nữa, nhưng mà được tôi ở rồi tôi trồng mai. Nói chung là ngay từ đầu tôi trồng rồi, với tư cách là tôi cứ thiết nghĩ là bây giờ mình còn trẻ, mình còn đi lao động, mình trồng mình bỏ bậy đây, mai mốt ví dụ mình cái tuổi già mình hết cái tuổi lao động rồi, mình cũng có cây mình chơi. Mình suy nghĩ là để trồng để chơi thôi, trồng để chơi thôi, nhưng mà không ngờ nó đi đến cái chỗ là 400-500 triệu thì thôi giờ các nhà ở chứ. Vậy là từ lúc chú trồng mai tới giờ chú bán được cỡ khoảng bao nhiêu tiền hay chú? Nếu mà nói bản thân chú á, một đợt một á là tôi bán chỉ có 19 cây thôi thì được 400 triệu, còn ba cái lẻ lẻ thí dụ quỹ 1-2 triệu, 2-3 triệu thì thôi mình không có nói. Vậy là chú thu nhập ít hơn chú anh của chú. Bởi vì tôi không có ruộng, không có đất gì hết, mà cái chỉ có như vậy đó. Tổng diện tích của tôi là chỉ bằng 820 mét vuông thôi. Rồi chú có mua đất thêm không? Mua gì già rồi mua chi nữa, giờ để cho con nó ví dụ như nó làm được thì tự nó phát huy thêm. Đi luôn được bán đó, rồi mua quá cả đất luôn. Cái nhà dựng lắm, cái nhà Long Thần gấp mấy lần này nữa nè. Theo anh được, bây giờ ông cắt nhà mà nổi cái tiền công thợ không gần 500 triệu.
Công thợ không gần 500 triệu. 400 rưỡi rồi, quà cáp này kia nọ cho thợ nữa được cũng phải ngoài 400 rưỡi rồi. Mới mới hôm tháng 7 nè, ông cắt hôm tháng 2 mà tới tháng 7 mới rồi là ông cắt ra riêng cho thằng con ông, là ra riêng cái nhà là cắt 1.8 tỷ. Trời ơi. Làm mai mà giàu dữ hả chú? Đây xuống khu ở dưới đó là còn trồng nhiều dữ lắm luôn hả chú? Nếu mà nói nhiều nhưng mà thật sự kiếm mai bự thì nó không có, mà hầu như cái tỷ lệ nó có chạm vậy đó là nhiều. Còn muốn mà để ngắm nhìn mai bự thì trở xuống đây ra ngoài đường lộ làng. Là ra đó mai bự nó có nhiều, còn nãy mà qua bên làng mai tranh tay. Chỉ xuống ra là ra ngay chỗ khu nhà của anh ảnh là đi ra đó là mai không luôn, mà nhỏ có bự đó. Cái thằng mà ở bên đây là nếu nãy vô làng mai có nghe tên Thống không? Dạ con không có hỏi thăm, con chỉ đi theo đường lộ rồi con quay thôi. Con quay cho bà con mình coi cái cảnh mà người dân Long An ở đây là trồng mai bạc ngàn như vậy đó. Ở bển có thằng Thống mà thằng đã chết rồi, nó chết nó mới năm 38 tuổi thôi. Nó có thể là bây giờ những người mà tôn sùng nó cho nó là tổ luôn. À. Tổ nha. Hồi đó nó còn nhỏ đi chứ. Nó còn nhỏ mà nhưng mà cái dạng nó cũng thông lưu. Nó đi chơi xuống Bến Tre rồi nó cũng học hỏi thì sao đó, không biết nó về nó trồng. Nó là một trong những người đầu tiên nhất của xã Tân Tây nó trồng. Trên cái tinh thần mà nói thì nó trồng một cái đợt đầu là cái gì cũng như đất của cha nó, rồi nó trồng được mấy líp vậy đó, nó bán nó đạt ok rồi, ổng mới chia đất lại cho nó. Rồi dạ. Nó mới lên líp nó trồng mai, thì vậy là ông già nó không cho, nó mới qua rủ anh Sáu tôi là năm 2009. Cuối cùng là hai ông làm đạt đó mà nó chết rồi. Dạ. Nó chết rồi nó để là cái của nó là ông già nó, nếu mà nói theo tôi nắm bắt mà tôi nói cho nó chính xác là nằm tầm cỡ 20 tỷ là chắc như kịch. Chưa? Nó chết rồi nó để cái cây của nó trồng sẵn là đó, hắn là ông già nó bán chắc khoảng 20 tỷ có. Thì ghê vậy trời. Hồi đó thằng đó còn thanh niên nữa. Rồi theo chú bây giờ hiện tại là người dân đã trồng nhiều quá vậy chú có sợ không? Sợ chứ nãy giờ. Tôi mới nói nè, tại vì nếu nói á tôi cũng nói luôn thật ra. Cái lúc mà anh em tụi tôi mà khởi nghiệp trên cái dạng mà trồng cây cảnh nè là tụi tôi cũng phải nắm bắt là tổng diện tích mai của tỉnh Long An mình nó chỉ bằng 5 bãi xã thôi. Dạ. Nhưng mà hiện bây giờ là cái huyện Thủ Thừa này là thống kê trên diện tích mai là nó tới 700 hecta là cái số đó, cái số thống kê được nha không? Còn số như dường dường này sao thống kê? Dạ. Cho nên là nói gì nói với tụi tôi cũng phải nắm bắt chứ. Còn nắm bắt là nhiều khi cũng vẫn thua. Nhưng mà con cái là nhiều khi trên cái lý thuyết á, thì tôi cũng có thể nói chuyện nghe nó suông chứ thật ra bản thân tôi thì ruộng đất không có nhiều, nhưng mà nhiều khi cũng có dịp nó đưa đến là sao. Con là cũng là người bán mai. Con cũng hôm trước con có qua bên chợ gạo của Tiền Giang, con thấy người dân ở đó hiện tại cũng đang bán rất là nhiều. Nhưng mà bán cũng nói chung hỏi thăm rất là nhiều người bán đó chú, thì họ nói là bán lúc này ế lắm, cỡ khoảng từ 3 tháng trở về đây là hơi ế. Không, bây giờ nếu nói tôi nói luôn cái lượng lái của năm nay á, tôi mới nói với lại gì này là cái lượng lái của năm nay á, là so với năm rồi, ví dụ năm rồi 10 ông lái, năm nay chưa được bao Là nó giảm đi như vậy, nó giảm gì đó hả chú? Nó giảm á, chứ còn mấy năm trước là lái hầu như nó dập dìu luôn á, nhưng mà chỉ có năm nay thôi, năm rồi nói tiếng dịch bệnh nhưng mà thật sự ra nó vẫn còn có lái. Còn năm nay không có dịch bệnh nhưng mà cái là dạng lái nó rất là hạn hẹp. Rồi như cây bự năm nay cũng khó bán hơn mỗi năm. Mỗi năm mà nói cây 50-70 triệu, 100 triệu là cái chuyện bình thường. Hô bán là cũng không có bao lâu là có người tới coi liền. Con qua chợ Cái Mơn á, chú biết chợ Cái Mơn của Bến Tre không? Nghe nói, cũng có nghe nói. Con qua chợ với Cái Mơn thì ế, chú thấy là quá trời ế luôn. Con có quay cái đoạn clip nhưng mà con chưa có cho người dân coi. Ế là phải nói là ế khủng khiếp luôn. Thôi thì bây giờ mới hà tu với lại em, tại vì cái gia em, dạ. người đáng gì mà gia em, em vợ, từ chỗ đó cho nên là tu với lại cái gì em vợ này mới nói là giá trời với Phật làm sao cho cái cây cảnh này nó ổn định giá cả được trong vòng 5 năm nữa, thì vậy là cái người dân có nghèo cũng thoát được nghèo, dạ. Có những người mà người có thể nói là giàu thì giàu thêm. Dạ. Còn nếu mà nó không được cái bên cung bên cầu nó khác nhau thì chết liền tại chỗ, lái nó không mua cái là rối liền. Không mà bây giờ dân thì cũng thấy giàu lên hết rồi, thì giàu chứ, tại vì cái bề mặt người ta phải làm thôi, chứ còn cái chuyện mà vốn liếng thì nhiều khi cũng phải nói là ngân hàng nhà nước bây giờ người ta vẫn đang múc lên trồng tiếp hả cô? Nhiều lắm, múc vòng đó người ta cũng đang múc lên dữ dằn lắm chứ đâu có ai đâu ngừng.
vì thấy người ta nghèo giàu, giàu nổi tiếng. Quay con đi dài dài con quay tiếp tục cho bà con mình coi. Coi có nên trồng nữa hay không thôi, chứ mình cũng không có kêu là gọi là người dân trồng, hoặc là cũng không có kêu gọi là nghỉ trồng. Tôi bây giờ tôi cũng nói thiệt, chẳng hạn như con rể tôi là muốn phát huy, mà tôi trả lời một cách rất là rõ ràng. Nếu cách đây 3 năm thật ra là con muốn làm thì cha không cản, nhiều khi cha còn muốn để cho con làm thêm nữa, nhưng hiện bây giờ thì thôi, tụi con cảm thấy cái khả năng làm được thì làm, còn yeah, làm nhiêu đó thôi ha, hoặc làm nữa thì làm, chứ còn không dám đốc thêm, cũng không dám. Dạ. Giờ nhìn đi là thấy, chẳng hạn như hồi trước kia cây thanh long hoặc là cái gì, cây mít thái, dạ, hầu như là cái tỷ lệ nó là rất cao giá. Nhưng hiện nay là mít, giờ như tôi không có trồng trái mít nữa, chứ hai bữa nay là anh vợ tôi, người ta cho nó chở nhiều chở, trái nào trái ấy, nó xin lỗi chứ thôi không có liên tưởng được. Dạ. Từ chỗ đó cho nên mình thấy cái dạng ăn được nó còn vậy đó. Còn như cái cây mai này thì hôm nào nay tôi cũng có khui hài, tôi nói cây mai này nếu nó nhiều quá mà mốt mà không có giá, coi chừng cái có cái nhà đông y học nào đó, người ta nghiên cứu, người ta đưa qua cây thuốc nam nó có giá nữa. Cây thuốc nam có ai cũng cười không, cái này là mình chỉ chơi bông tết thôi chú. Nhưng mà cũng có số anh em ta cứ nói còn tết thì còn mai, nhưng mà tôi còn ngồi uống nước trà, tôi còn bình quân đến mức độ này nữa nè. Bây giờ tính theo cái tỷ lệ mai mà bình quân cho nóc da trên toàn nước á, có thể nói là mỗi một nóc da là 3 cây không thiếu. Dạ đúng rồi. Là chơi trong nước thôi nha. Thì bây giờ ở cái vùng mình là tỉnh Long An, rồi tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp đó, rồi chia đều ra cho mỗi một hộ 3 cây đều trưng. Ở Bến Tre, ở Bến Tre cũng có một cái làng mai cũng lớn như làng mai mình đây nè chú. Thì bây giờ Bến Tre cũng có làng mai, rồi thành phố Hồ Chí Minh mình thì có cũng có làng mai, Thủ Đức cũng có làng mai, rồi Vĩnh Long cũng có làng mai. Ở Long An thì giờ có làng mai bên đây đó, mà nói ra này nha, cái đó là cũng phải là được Ủy ban Nhân dân tỉnh bên sở dân quá công nhận đàng hoàng hết, chứ đâu phải nó không. Dạ đúng rồi. Dạ thì mình phải nói trên cái bài bản lý thuyết nó phải cụ thể, chứ đâu phải nó muốn làng mai làng mai đâu. Dạ bây giờ cái gì cũng được cái sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dạ dữ lắm mà. Bây giờ nói đến cái dạng mà cây mai con đó, phải không? Dạ. Thì năm nay là coi như cũng có một đứa cháu, nó cũng chuyên lên cái dạng là trồng bán mai giống á. Thì bản thân nó với là em nó hình như là bán là ra mai con không, là năm nay là 100.000 cây mai, là một mình nó thôi nha, là nó với em nó đó, chứ còn cái dạng mà cũng như tôi hiện giờ tôi cũng vẫn có mai con bên đó. Tôi riêng nữa. Chỉ là một người thôi đó nghe. Là một người không có, là mà nhỏ cháu đó là nó bán 100.000 cây á. Là đó là cháu ruột của tôi, tưởng rồi tôi mới nói thôi, chứ còn cái dạng mà bên sông bên làng mai bển là nó bán vài 30.000 thì ha, hoặc 1-20.000 cây thì chuyện bình thường thôi. Cho nên bây giờ nếu mà nói tới đây á, thì cây mai thì tôi cũng không biết nó như thế nào, nhưng mà thật ra mà nói là bây giờ dân mình là trồng không có liên tưởng nổi đâu. Mới hai bữa nay tôi cũng có đi công chuyện, rồi tôi đi cái đường mà bên làng Mai Tân Tây bên đó. Tôi chở bà xã tôi đi từ ở ngay chỗ ủy ban sang làng Tây, tôi đi dài lên trên Thạnh Hóa luôn, cầu luôn, tôi đi đường Đan á, con làm nhìn thấy nó đẹp mắt, nó đã lắm. Nhưng mà cái chuyện làm thì bây giờ hầu như cái đầu tư ấy, dân mình cũng dạng đầu tư, không ai mà làm như hồi cái thợ của tôi mà bưng từ thùng về tưới, giờ chỉ bấm nút thôi. Giờ thiệt luôn, giờ một chục đám mai là chỉ bấm nút vậy là nó lên nước lên tới gốc luôn. Còn cái thời của anh em tôi làm thì thứ nhất là không vốn, thứ hai nữa thì cái kiểu như làm rồi không có ai mà gọi là ủng hộ đó. Sắt từ thùng đi tưới, hút từ gào rồi tưới, chứ đâu phải nó như bây giờ. Nên là từ chỗ đó mình thấy vậy thì mình cũng hơi sợ bị mình cân đối á. Dạ. Giữa bên cung và bên cầu. Nhưng mà con cũng có nghe một số chú nói hồi nãy con có vô phỏng vấn có chú kia, là ông nói là cái thường thường cây mai ở Long An là cây mai công nghiệp, người dân về trồng tết xong là người ta bỏ. Cũng trúng, cũng trúng chứ không trúng. Dạ. Bởi vì cái tỷ lệ người chơi mai mà ở thành phố là đại đa số là nhiều khi người ta mang được đồng tiền á, cho nên là người ta mua cây mai để người ta chơi 3 ngày tết thôi, rồi ra tết thì người ta cũng đâu có trồng lại ha, hoặc là người ta hoặc là trồng là nó chết hả chú, người ta bỏ. Dạng ta có tiền á, chơi 3 ngày tết ta chơi rồi xong rồi qua tết rồi ta bỏ, ta đi làm việc khác, ta có tiền nhiều hơn, chứ còn giờ đem cây đó đi đâu, rồi bỏ nó chết, chỉ là bình thường. Rồi ví dụ như cây mai của Long An á, là đem về ví dụ như vùng Kiên Giang, Đồng Tháp hoặc là Cà Mau, Bạc Liêu rồi đó, về trồng cái độ phát triển nó như thế nào hả chú? Cái đó thì không biết được, nhưng mà điều nếu mà nói theo tôi nắm bắt á, thì hiện nay á,
thì không có, chứ cách đây chừng 2-3 năm trở lại đây, chỉ có năm nay thôi, thì lái ở các nơi nó về đây chứ không phải là mà ở vùng nào hết đó. Như hơn năm rồi tôi bán là lái từ Trà Vinh về đây luôn. À, lái từ Trà Vinh luôn. Còn hiện bây giờ ở đây cũng vẫn còn lái của thằng Sóc Trân. Thằng Sóc Trân có tăng đẹp đây, đi về đây mua đem dưới đó. Rồi Vĩnh Long, rồi Đồng Tháp, rồi Tiền Giang, rồi Đồng Nai, rồi nói chung là khắp nơi tứ xứ. Nói chung là coi như lái các tỉnh nó về là chuyện bình thường. Mà nhưng mà khi mà đem về tới cái địa phương của nó rồi nó tiêu thụ rồi trồng ha, hoặc là nó bán cho dân chơi. Nhưng mà con cũng có nghe phỏng vấn của mấy người dân thì nghe nói là mai ở Long An đem về trồng là ví dụ như 100 cây là sống chỉ được 10 cây thôi. Con nghe nói vậy đó nghe. Thì cái đó là cũng do là cái nghệ thuật của mỗi người. Dạ. Cái cách chăm sóc của mình ha chú. Cái đó gọi là nghệ thuật thôi. Nhiều khi mình biết ha, hoặc là mình không biết ha, hoặc là nó cái thổ nhưỡng. Như trong nghề của tụi con thì đem về con thấy là 100 cây con sẽ sống 100 cây đó. Nhưng mà mấy anh em mà ví dụ mới biết chơi đó, rồi đem về chồng không biết, đem về cái chồng liền là thấy chết chân à, phải không chú? Thì nói thí dụ như cái người kỹ á, nhiều khi ta để cũng 5-10 bữa nửa tháng hoặc tháng cũng chừng. Còn như tụi tôi thì nhiều khi không biết tại nhiều quá, cũng có đôi lúc ỷ lại bứng trước chồng sao. Mà cái tỷ lệ chết đối với tụi tôi thì nó cũng không gọi là quan trọng. À, nó vậy đó, nó cũng có nữa chứ không phải là... Ví dụ như giờ mình để, mình bứng đem về để sang 5-10 bữa thì cái chuyện cũng bình thường. Còn như tôi nhiều khi tôi có ít ô, cũng bứng cây này giờ, kia thôi bứng đây thì để kia trồng luôn. Cũng không sao hết á. Nó cũng không chết luôn ha. Đâu chết đâu. Dạ, dạ, thôi con cảm ơn chú rất là nhiều nha chú. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Trời ơi, quay phim về mà.